cho con gánh mẹ một lần. Cả đời mẹ đã tạo tần gánh con, cho con gánh mẹ đau nón. Cả lòng mẹ đã gánh con biển trời. Ngày xưa mẹ gánh à ơi, con xin gánh lại những lời mẹ ru đường đời. Sương gió mịt mù vì con hạnh phúc tràn từ gian nan. Để con gánh mẹ đừng can, sợ khi mẹ mất muộn màng gánh ai. Cho con gánh cả tháng dài, gánh qua năm dòng những ngày đắng cay. Cho con gánh cả đôi vai, thân cò lặng lội sớm mai vai cây. Mẹ già lá sấp xa cây, lờ đâu lá rụng tội này gánh sao. Mẹ ơi sông biển ra rào, con sao gánh hết công lao một đời. Bông hồng cài áo đúng nơi, đâu bằng bông hiu giữa trời bao la. Cho con gánh lại mẹ già, để sau ngươi gánh chính là con. Tiếp nối truyền thống đạo đức ngàn đời của dân tộc Việt Nam ta,
Trên tinh thần cao cả ấy, hôm nay ngày 15 tháng 7 âm lịch, chùa Lộc Vinh Long Trọng tổ chức buổi lễ tri ân cha mẹ ơn nghĩa sinh thành chiều ngày hôm nay ạ. Vâng ạ, con kính thưa quý thầy, quý Phật tử, để mở đầu cho chương trình, chúng con xin trân trọng kính mời quý thầy, quý Phật tử thưởng thức tiết mục múa sen Vu Lan Nhớ Mẹ. Xin kính mời các cô giáo Mộc Đồng. Ngày xưa có dạy có cha có mẹ thì hơn, không cha không mẹ như đờ đứt dây. Không phải ai trong chúng ta cứ mỗi khi mùa Vu Lan về, chúng ta vẫn còn hai đấng sinh thành, còn cả cha lẫn mẹ. Đôi khi có những người con mùa Vu Lan không còn cha không còn mẹ bên cạnh mình. Mẹ bỏ ra đi khi con còn bé nhỏ. Không biết bây giờ mẹ đang ở nơi mô, một mình con chơi vơi, không ai yêu mến nuông chiều.
bao nhiêu khó nhọc chỉ một mình con phải đợi mong. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với tâm trạng của những người con khi không còn cha mẹ nhưng rất mong muốn được tri ân báo đáp. Qua giọng ca của Phật tử Minh Lạc, bài hát mang tên Nhớ Mẹ. Chiếu cố thương tình cũng như tất cả các liên ngũ, các thầy các cô đã trở về đây tổ chức cái lễ tri ân một cách rất là sâu sắc. Thì giờ phút này, giờ phút đã đến cái thời khắc đối với một cái buổi lễ tri ân ngày từ ngày chiều hôm qua cho đến hôm nay, thầy đã truyền tải bằng một cái tâm lực của mình, một cái quyết của mình để hướng dẫn cho tất cả các Phật tử quay về với đạo đức thánh hiền, quay về với một con người
gọi là con người hiếu thảo. Cho nên hôm nay buổi lễ đang diễn ra, cho nên chúng tôi xin được tuyên bố khai mạc buổi lễ tri ân, kính tri ân thầy A Di Đà. Dạ vâng, con xin cảm ơn thầy ạ. Vâng ạ, con kính thưa con thầy, kính thưa quý Phật tử. Vâng, và để chúng ta hiểu hơn về ý nghĩa của lễ Vu Lan, hiểu hơn về những việc làm thiết thực trong ngày lễ Vu Lan này, ngay bây giờ chúng con xin phụ thỉnh thầy Vọng Tây nên có đôi lời chia sẻ cho quý vị Phật tử ý nghĩa ngày lễ Vu Lan. Con kính mời thầy. Lúc này các vị thấy tôi có khác không? Cho vỗ 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 tay cho to chút thôi. Xin cảm ơn các chàng vỗ tay lẹt đẹt. Thật ra thì nhiều năm lắm rồi tôi không có mặc cái màu nâu đó nữa. Vì rất lâu tôi không có về chùa để giảng. Tôi lúc này phải chuyên đi làm giáo dục, cho nên tôi đa phần là mặc đồ vest. Chúng ta nghe Phật Pháp, Phật giáo là gì? Mình lấy hai cái chữ Phật và giáo thôi, mình đem đó mình thân tách ra. Phật là chỉ cho một con người hoàn thiện, trí tuệ, đức hạnh, viên mãn. Nếu một con người muốn được trở thành người đức hạnh và phước báo viên mãn thì người đó phải có giáo dục. Vậy thì chữ giáo chính là giáo dục. Phật giáo chính là giáo dục để làm Phật, phải không? Chứ đâu phải là Phật giáo là một tôn giáo gì đó, là một nền triết học, là một tôn giáo to lớn, vĩ đại gì đó, vân vân. Ta cứ hiểu đúng nghĩa đen của nó, Phật giáo chính là giáo dục để làm Phật. Chúng ta là người học Phật, vậy thì ta phải tiếp nhận cái giáo dục của Phật. Như sáng nay tôi đã nói với các vị đấy, Phật giáo dạy gì? Phật giáo dạy hiếu. Vậy thì chúng ta đã hành hiếu chưa? Chúng ta đã làm trọn vẹn cái vai trò của một người làm con chưa? Rất nhiều chúng sanh, có nhiều người nói tôi đã từng cảm ơn rất nhiều người rồi, nhưng mẹ là người sanh thành, là người nuôi dưỡng, nhưng chưa nói lời cảm ơn. Cũng như hôm trước ở Nha Trang có một cô MC có nói rằng con đã nói rất nhiều lời có cánh cho người, nhưng con chưa có lần nào nói lời có cánh cho cha, cho mẹ. Chúng ta thấy có người ta chạy theo cái danh vọng lợi dưỡng, những cái thứ tiền tài vật chất mình có thể quỳ gối xuống, mình có thể vì những thứ đó mà van xin, trong khi cha mẹ chúng ta cho ta cả một hình hài nuôi ta khôn lớn. Nhưng chỉ cần Phật ý chúng ta một chút thì chúng ta sẽ bỏ mạng. Hòa thượng Tịnh Không nói chúng ta cho dù tu một pháp nào mà nếu chúng ta không hành hiểu, không chọn hiểu
thì cũng trở thành pháp ma. Đấy, các chị phải nghe có phải không? Cho nên hôm trước tôi về đây thì sư cô đã gửi mời tôi về để làm lễ tri ân ngay mùa Vu Lan này. Tôi hứa lời ngài, và từ đó đến nay các vị biết tôi phải bôn ba rất nhiều nơi: Đà Nẵng, Huế, Quảng Trị, Bắc Ninh, Hà Nội thì đương nhiên rồi, tôi đến Hà Nội thì thường tôi đi một vòng rất lâu, tôi mới về mấy ngày hôm trước. Rồi ở Hà Nội tôi đã tổ chức được một cái lễ cưới, một cái lễ hàng thuận cho 11 cặp thầy cô giáo của hệ thống Khai Minh Đức, hơn 1.000 khách tham dự một buổi lễ vô cùng long trọng. Cái long trọng của nó không phải là ngoài cái nét kiêu sa, cái sự gọi là long trọng của cái hội trường, mà quan trọng nhất là các cô dâu chú rể được mời cha mẹ mình lên sân khấu hiện đại, rồi tất cả đều được lễ lại cha mẹ, nói lời cảm ơn cha mẹ, dâng trà với cha mẹ, và vợ chồng đều hứa với nhau là trọn đời chung thủy, trọn đời hành hiếu. Nếu là dâu thì cũng phải coi cha mẹ chồng như cha mẹ ruột của mình, nếu là rể thì cũng coi cha mẹ vợ như là cha mẹ ruột của mình. Đó mới là sự gọi là đặc sắc của một buổi lễ thành hôn, gọi là buổi hàng ăn thôi, rất là đậm nét. Người ta cũng không ngờ sao mà có một buổi lễ cưới mà nó long trọng, nó trang nghiêm đến như vậy. Còn nhiều một cái điều đặc thù hơn nữa, cái ngày đó là ngày 24 tháng 7 dương lịch, thì tiếp sau đó là gì? Là ngày 27 tháng 7 là ngày kỷ niệm, ngày tôn vinh các anh hùng liệt sĩ. Cho nên ngày đó tôi cho một thầy giáo hát bài Mùa Hoa Đỏ. Có người nói với tôi, chưa bao giờ trong một lễ cưới mà tụi con được nghe bài Màu Hoa Đỏ. Đó là gì? Uống nước nhớ nguồn. Ta có được hạnh phúc, có được bình yên của ngày hôm nay là biết bao nhiêu người đã hy sinh vì chúng ta. Cho nên Hòa Thượng Tịnh Không nói một câu nhắc nhở những người học Phật là gì? Xin hãy sống trong thế giới biết ơn. Đúng không? Xin hãy sống trong thế giới biết ơn. Vậy ta đã làm gì để biết ơn đây? Hả? Ta đã làm gì để biết ơn đây? Tôi biết ơn thầy tôi. Thầy tôi chính là Hòa Thượng. Vì sao? Tôi đã có hơn 10 mấy năm học, hơn 30.000 giờ để dịch đĩa, và tôi hiện nay đã học qua chuyên đề hơn 1.000 buổi. Sáng nào cũng học, như sáng nay mọi việc
mọi người có tham dự đó là đã hơn 1.000 buổi. Cho nên tôi mới mạnh dạn nói rằng tôi là học trò. Vậy bây giờ thầy mình dạy gì? Đối với mọi người mình phải là người phục vụ. Cho nên tôi không ngại buông ba. Tôi buông ba khắp miền. Chút xíu nay tôi từ giả các vị rồi thì tôi phải tức tốc về thành phố Hồ Chí Minh. Ngày mai tôi phải chủ trì một cái buổi lễ gala buổi tối. Trưa mai tôi sẽ là chủ trì một buổi lễ đại lễ tri ân tại thành phố Hồ Chí Minh cho khu vực miền Nam. Như vừa rồi nãy, lúc nãy có mời các vị đó. Nên nhớ rằng tất cả những buổi lễ tri ân cha mẹ, cho dù nhỏ, cho dù lớn, tất cả đều hoàn toàn miễn phí. Không nhận bất cứ một hình thức nào. Đó là yêu cầu nguyên tắc. Không nhận bất cứ một hình thức nào. Tại vì sao? Khi mình nói mình tổ chức là phải hoàn toàn vì người mà phục vụ. Cho nên đừng có mượn cái cớ này cớ nọ, hình thức này hình thức nọ để mà gọi là cho rằng là mình được đóng góp. Đóng góp cũng không được. Đó là sống trong thế giới biết rồi. Giờ phút này trước Tam Bảo cũng là ngay cái ngày rằm tháng 7, ngày hội Vu Lan. Nếu ai có cha mẹ không cần một kịch bản nào, không cần một cái tờ giấy lộn lưng nào, các vị hãy nhắm mắt lại rồi mở mắt ra nhìn vào mặt của mẹ, của cha mình. Mình sẽ có muôn lời để nói. Nhiều năm tôi tổ chức rồi, người ta khóc, khóc nhiều lắm. Cứ nghĩ rằng năm nay sẽ không có người khóc nữa, sẽ cái cảm xúc sẽ ít đi. Nhưng không ngờ mỗi năm cái cảm xúc càng thăng hoa. Khi người ta hiểu được cái sự hiếu hạnh, và từ đó người ta gọi là cái tâm hiếu nó bộc phát, nó mạnh mẽ hơn. Cho nên cảm xúc càng gọi là càng dạt, gọi là dạt dào hơn. Cho nên giờ phút này tôi nghĩ chắc các vị cũng đã chuẩn bị rồi, không cần mất thời gian nữa. Các bạn hộ pháp cho mấy cái hàng ghế lên đây ạ. Vâng ạ, ban tổ chức chúng con cũng đã sắp xếp ghế lên hết rồi. Cũng mong rằng là quý vị Phật tử của chúng ta hãy dũng cảm, hãy cố gắng vượt lên chính mình. Kính thưa quý vị, cũng vào trong sau đó một năm, năm 2015, có một người bạn con, bà ấy tên là bạn Hòa. Và năm đấy bạn cũng rất mong muốn được lên tri ân cha mẹ, và cũng đang rất ngập ngừng giống như quý vị bây giờ. Thế nhưng mà lúc này người mẹ bạn Hòa đang mang trọng bệnh, đang mang trong mình căn bệnh ung thư. Thế và bạn ấy cũng lấy hết tất cả mời mẹ lên tri ân. Và sau đó hai mẹ con, người mẹ rất là hạnh phúc trong sự nhớ hạnh của người con lên tri ân. Sau đó chỉ vài tháng thôi. Vâng, mời các vị lên đi ạ. Vâng. Cho con gánh mẹ một lần, cả đời mẹ đã tạo tần gánh con. Cho con gánh mẹ đau nón, cả lòng mẹ đã gánh con biển trời.
Ngày xưa mẹ gánh à ơi, con xin gánh lại những lời mẹ ru đường đời. Sương gió mịt mù vì con hạnh phúc tràn từ gian nan. Để con gánh mẹ đừng can, sợ khi mẹ mất muộn màng gánh ai. Cho con gánh cả tháng dài, gánh qua năm dòng những ngày đắng cay. Cho con gánh cả đôi vai, thân cò lặng lội sớm mai vai cây. Mẹ già lá sấp xa cây, lờ đâu lá rụng tội này gánh sao. Mẹ ơi sông biển ra rào, con sao gánh hết công lao một đời. Bông hồng cài áo đúng nơi, đâu bằng bông hiu giữa trời bao la. Cho con gánh lại. Nói đi. Sai sót rất nhiều. Ngày hôm nay sám hối với mẹ là vì con có tâm phân biệt mẹ là mẹ vợ, cho nên không có tương ứng với chữ hiếu mà Đức Phật dạy. Ngày hôm nay con xin sám hối trước Tam Bảo, trước Ân Sư Tịnh Không, thầy Phương Minh và thầy Vọng Tây. Con cố gắng noi theo tấm gương mà chư Phật đã dạy, hạnh hiếu là hạnh Phật, tâm hiếu là tâm Phật. Cho nên con cố gắng muốn là người học Phật chân chính, phải cố gắng hành thì mới khuyên được gia đình. Con chỉ muốn được gia đình cùng nhau niệm Phật cầu sanh cực lạc, tề tụ nơi Tây Phương. Nhưng trước đây con quá sai, ngày hôm nay trước Phật con xin sám hối với mẹ. Xin mẹ hãy tha thứ. A Di Đà Phật. Cho chàng vỗ tay thiệt to. Vâng. Cảm ơn cho những cái chàng vỗ tay đẹp đẹp. Vâng ạ. Và mẹ nói rằng là mẹ tha thứ cho con. Vâng, có một em bé đây, em bé khóc rất nhiều. Vâng, con nói gì với mẹ không? Con muốn nói là con rất là yêu mẹ.
Cho chàng hỏa tay đi. Con rất là yêu mẹ. Vâng. Một bà mẹ rất là trẻ à, trẻ lắm luôn mà có hai đứa con. Một đứa con trai và một đứa con gái. Đứa anh nói gì đứa con? À, tuổi đời của con thì chưa cao, con cũng chưa đủ chín chắn để mà tiếp thu những cái lời dạy của mẹ. Nhưng mà con cũng mong mà mình có thật nhiều cái niềm tin mà thật là nghe lời mẹ để mà tiếp thu những cái lời dạy đấy. Đôi lúc con thì có ngố nghịch, con có làm những điều không hay với mẹ thì mong mẹ bỏ qua. Thì con cũng chỉ mong mẹ có thật nhiều sức khỏe, thật nhiều niềm vui, thật nhiều hạnh phúc với chúng con, với gia đình. Vâng, vâng. Như hai đứa con trai nói như thế này là quá hạnh phúc rồi. Vâng, mọi người nghe chưa? Con gái, con trai nói. Rồi cô nói gì với mẹ đây? Mẹ nuôi con năm nay 56 năm. Lời đầu tiên là con nói là con rất là thương mẹ. Con rất là mang ơn mẹ cho con hình hài này, cho con trí tuệ này, dẫn dắt cho con đến ngày hôm nay. Mỗi ngày con thương mẹ là con thấy mẹ tuổi đã già rồi. Mẹ đã cực khổ nuôi biết bao nhiêu đứa con trong gia đình, nhưng mà gần gũi là chỉ có gần gũi với con thôi. Con thấy mẹ đã cực khổ rất nhiều, nên con không muốn mẹ để cực nữa. Muốn mẹ được an lạc. Hằng ngày niệm Phật, đi chùa, có những cái niềm vui, những cái phiền não gì. Như bản thân con cũng không muốn cho mẹ biết nữa. Để cho mẹ được vui. Ở cái tuổi này rồi, không biết còn được bao lâu, không biết còn được ngồi được bao nhiêu mùa tri ân này nữa. Nên không muốn, con không muốn mẹ được bận tâm nữa. Con muốn mẹ vui. Dạ. Chúng ta nghe các từ này rồi ở đây. Chứ chưa đưa mẹ ở đây nha. Mà bạn muốn nói, mẹ nói đi. Nam Mô A Di Đà Phật. Con kính chào thầy và quý các Phật tử. Hôm nay tôi rất vui và hạnh phúc dự trong cái buổi lễ ngày rằm tháng 7 theo Đức Mục Kiền Liên vì hiếu thảo của mỗi một đứa con thương yêu cha mẹ mà con giữ được buổi lễ này, con rất là vui. Nhưng bổn phận làm cha mẹ nuôi con không bao giờ tính toán khổ cực cỡ nào, đói khát cỡ nào cũng có thể chia sẻ cho con mình với bằng tình thương chân thật của cha và mẹ. Để nuôi con, mong con cho lớn lên, cho nên người, cho được làm những gì lợi ích cho mình, cho người và cho xã hội. Thành ra A Di Đà Phật. Dạ, A Di Đà Phật. Hôm nay là Vu Lan. Mấy năm trước thì con cũng đã nói lời tri ân với mẹ, nhưng mà lúc đó con chỉ nói được một lời thôi là con xin lỗi, con cảm ơn. Nhưng mà con nhận ra lời xin lỗi và lời cảm ơn của con nói bao nhiêu lần nó cũng không đủ so với những gì mà ba với mẹ đã làm cho con. Con xin lỗi vì có những lúc con khó chịu, con không có quen với ba, với mẹ. Có những lời nói con nói ra, con không suy nghĩ, con đã làm ba mẹ buồn, con đã làm ba mẹ khóc, lo cho con. Con chỉ mong là ba với mẹ sẽ có thật nhiều sức khỏe. Con không có cần gì nhiều hơn nữa. Con chỉ cần là những cái bước đường con đi khi quay lưng lại luôn luôn là ba mẹ.
vụ ngoài kia con cứ sau này con sẽ đi xa, đi cao hơn. Nhưng mà con muốn mỗi lần con đi, ba mẹ sẽ là người đi cùng con. Rất là thật, cảm ơn. Có nghĩa là cho dù ai nghe con đi ra ngoài khi con quay lại thì biết sao không? Vẫn còn có cha có mẹ. Vâng, tuyệt vời. Đó, con nói gì với mẹ đi. Dạ, con xin lỗi mẹ. Lúc trước con không ngoan, con đã làm mẹ khóc. Vâng. Vậy bây giờ hôm nay con có hứa là con ngoan không? Dạ, con hứa từ nay con sẽ ngoan ba mẹ. Rất là tốt. Con hứa con sẽ ngoan, con sẽ hứa nghe lời ba mẹ. Nè, nói gì với mẹ mẹ đi. Trên tụi mỗi lần nói dạ câu A Di Đà Phật. Đứng trước Đức Phật đây, con mới thấy là người hiểu nhiệm. Trước khi mà gia đình con bị gặp nguy, mẹ con đã từng tắt hơi thở, nhưng vợ chồng con rất tin tưởng tới Đức Phật và đã được thầy đến giúp đỡ, nên được ngày hôm nay vợ chồng con đã cứu được mẹ trở lại khỏe mạnh. Chúng con rất là vui mừng và tin tưởng rằng A Di Đà Phật và tất cả đều ở bên xung quanh chúng ta. Khi chúng ta cần đến, mọi người giúp đỡ đều có A Di Đà Phật. Vâng. Con muốn nói gì với mẹ không? Tâm hồn là Đức Phật A Di Đà. Con nói gì với mẹ đi. Dạ, A Di Đà Phật. Trong buổi lễ Vu Lan hôm nay, con rất vui vì con còn đầy đủ ba mẹ. Mặc dù con biết oh.
xin lỗi má mẹ nhiều lắm. Con chỉ mong là ba mẹ có thật nhiều sức khỏe, sống với con càng lâu. Sau này dù con có đi đâu hay có làm gì thì con vẫn là con gái, đứa con gái bé nhỏ của ba mẹ. Wow, rất là tuyệt vời. Vâng ạ, mời tất cả những người con chúng ta cùng đứng dậy để chúng ta tri ân cha mẹ của mình. Vâng ạ, chúng ta hãy nhìn vào mắt cha mẹ. Vâng, chúng ta chắp tay trang nghiêm. Lễ thứ nhất, chúng con xin tri ân cha mẹ. Chúng con xin cảm ơn cha mẹ đã cho con hình hài, cho con được làm người, cho con được làm con của cha mẹ. Lễ, chúng ta lễ xuống ạ. Chúng ta lễ hẳn xuống. Vâng, lễ sâu xuống ạ. Lễ xuống ạ. Chúng ta lễ sâu xuống khi nào bảo lên với chưa lên ạ. Vâng, chưa. Chúng ta lễ sâu xuống. Vâng, lên. Đứng dậy à, mời các vị đứng dậy. Vâng, đứng dậy. Chắp tay lại. Chắp tay ạ. Lễ thứ hai, chúng con xin lỗi cha mẹ vì đôi lúc, có những lúc chưa ngoan, chưa nghe lời cha mẹ, khiến cho cha mẹ phải buồn, phải khóc. Hôm nay trước Tam Bảo, trước các quý thầy, quý Phật tử, chúng con xin thành tâm sám hối, mong cha mẹ hãy rộng lòng tha thứ cho chúng con. Lễ lên. Lễ thứ ba, chúng con xin hứa từ nay về sau đến trọn cuộc đời, chúng con sẽ là những người con ngoan, hiếu thảo. Chúng con sẽ luôn đem lại niềm vui, sự tự hào cho cha mẹ, cho dòng tộc, để khiến cha mẹ luôn luôn ấm áp, vui vẻ. Chúng con xin hứa. Lễ. Lễ. Vâng ạ, chúng ta hãy ôm cha mẹ mình vào lòng đi ạ. Chúng ta ôm cha mẹ mình đi ạ. Vâng, chúng ta hãy ôm cha mẹ mình thật chặt. Vâng, những cái ôm thật chặt. Vâng. Vâng, rất tuyệt vời ạ. Vâng, tiếp theo, vâng, những người con chúng ta hãy dâng hoa tặng cha, tặng mẹ. Vâng ạ, chúng ta tặng cha mẹ mình đi ạ. Vâng. Vâng ạ, ba nước rửa chân chuẩn bị ạ. Vâng. Vâng ạ, kính mời các người con chúng ta quỳ xuống dưới chân cha mẹ để chúng ta chuẩn bị nghi thức rửa chân cho cha mẹ. Vâng ạ, mời... Vâng ạ, đội hậu cần chúng ta mang nước lên ạ. Chúng ta mang chậu nước lên để những người con rửa chân cho cha mẹ. Chúng ta hãy, vâng ạ, sắn quần của cha mẹ mình lên ạ. Sắn quần lên ạ. Vâng, sau chúng ta sẽ lần lượt, vâng, lấy nước rửa chân để rửa chân cho cha mẹ. Vâng ạ, chúng ta hãy quan sát đôi bàn chân của mẹ. Vâng, nó đã như thế nào rồi. Vâng, ngày xưa khi mẹ còn trẻ thì thế nào, và bây giờ khi mẹ có tuổi rồi, đôi bàn chân mẹ ra sao. Vâng, có một em gái rất nhỏ đang rửa chân cho bà đó. Vâng, con rửa đi. Cháu, con rửa đi con mới rửa chân cho bà đi. Đấy, Đà Phật ra cười ạ. Vâng, A-di-đà Phật. Vâng, nụ cười hiếu hạnh. Vâng,
Vâng. Vâng ạ, A Di Đà Phật. Vâng, xin cảm ơn các cha các mẹ, những người con hiếu thảo. Chúng ta hãy đưa cha mẹ mình về chỗ ạ. Vâng ạ. Và tiếp theo ạ, xin mời những người con hiếu thảo hãy mời cha, mời mẹ mình lên sân khấu đi ạ. Wow. A Di Đà Phật, ông Tam Đại Chúng đây.
bao nhiêu lời nói cũng không đủ. Con chỉ muốn nói là cảm ơn mẹ rất nhiều. Vâng, cảm ơn mẹ thật nhiều. Một đứa thì nói là học thật tốt để chăm sóc cho mẹ. Đêm qua rồi A Di Đà Phật, con rất cảm ơn thầy đã tổ chức buổi lễ tri ân cho ba mẹ hôm nay để con nói lên cái nỗi lòng của con. Nói chung cuối cùng con chỉ biết nói lời cảm, lời xin lỗi và cảm ơn mẹ đã suốt đời tạo tặng vất vả bao nhiêu cái nỗi lòng để con ngày hôm nay con phương lợi. Cảm ơn. Vâng, kính mời tất cả người con chúng ta cùng đồng khởi thân trong trang nghiêm và chúng ta chắp tay và hướng về cha mẹ của chúng ta có nghi thức lễ lạy cha mẹ. Chúng ta khởi thân lên nào. Đúng vậy, các con đứng dậy. Vâng, chúng ta đứng dậy. Chúng con xin cảm ơn cha mẹ đã sinh con ra trong cuộc đời này. Chúng con được hình hài này. Cho con được làm người, cho con được làm con của cha mẹ lễ. Lễ. Chúng ta chấp tay trang nghiêm hướng đến cha mẹ. Chúng ta nhớ lại những ơn đức của cha mẹ đã sinh thành chăm sóc nuôi dưỡng chúng ta. Lễ thứ hai, con xin tri ân cha mẹ. Cha mẹ luôn bao dung tha thứ chúng con vì có đôi lúc chúng con còn chưa ngoan, chúng con còn làm cho cha mẹ phải buồn, chúng con vẫn làm cho cha mẹ phải suy nghĩ vì những hành động của chúng con. Chúng con đôi khi chưa lớn hoặc có lớn nhưng chưa có khôn còn làm cho cha mẹ phải phiền lòng. Chúng con thành tâm sám hối, mong cha mẹ hãy rộng lượng tha thứ chúng con. Lễ. Phật tử, từ nay về sau đến trọn cuộc đời, chúng con sẽ là những người con ngoan, hiếu thảo, vâng lời cha mẹ. Chúng con sẽ cố gắng sống tốt đời đẹp đạo, phấn đấu cống hiến cho xã hội, cho tổ quốc, để cho cha mẹ tự hào về chúng con. Chúng con sẽ làm dạng danh tổ tiên dòng họ, làm cho cha mẹ luôn luôn an tâm mỉm cười khi nghĩ về chúng con. Chúng con xin hứa. Lễ. Vâng, gặp chúng ta hãy ôm cha mẹ mình đi ạ. Chúng ta ôm cha mẹ mình vào lòng. Vâng, chúng ta ôm cha mẹ. Vâng, với một cái ôm yêu thương, hiếu thảo. Vâng. Và chúng ta quay ra đằng sau thì chúng ta lấy một hoa để tặng cho cha mẹ nhân mùa thu lăng. Con kính mong các cha các mẹ sẽ nhận được những bó hoa hiếu mạnh của chúng con. Vừa ăn bữa chuẩn bị. Vâng, chúng ta hãy quỳ xuống ạ. Và chúng ta sẽ lần lượt lấy chậu nước. Chúng ta sẽ về ôm bàn chân của mẹ để chúng ta sẽ rửa chân cho cha cho mẹ. Vâng, chúng ta từ từ, chúng ta rửa từ từ thôi ạ. Vâng, chúng ta cảm nhận được ôm bàn chân của mẹ giờ này như thế nào. Hồi bé mẹ tắm cho chúng ta, mẹ rửa chân cho chúng ta như thế nào. Vâng, có lẽ một trong những kỷ niệm sâu sắc nhất là những lần rửa chân cho cha cho mẹ. Vâng, chúng ta hãy rửa thật sạch. Vâng, ở chậu nhỏ chúng ta có thể rửa từng chân một ạ. Vâng, chúng ta có thể rửa từng chân một. Vâng, từng đôi bàn chân một để cho cha mẹ và có đôi chân sạch sẽ. Vâng, sau đó chúng ta dần dần chúng ta lấy
phần lòng khô đôi bàn chân của mẹ. Chúng ta hãy ngắm nhìn là nhớ đôi bàn chân này thật sâu sắc. Đôi bàn chân của mẹ. Kỷ niệm mùa Vu Lan báo hiếu. Vâng. Vâng ạ, trước khi con mời bạn. Tại vì con không muốn lên là làm lễ là tại vì mấy đứa con cũng rất là ngoan, năm nào cũng là nó ở nhà nó cũng ngoan á, thành ra làm hoài cũng vậy thôi. Cũng nói nhiều đó đó. Mời về. Con kính mời quý thầy cùng quý Phật tử sẽ vở cùng lắng nghe vở một bài hát lời cha dạy vở của Phật tử Kim Hằng. Vở mong cô thơ bé mẹ đã đi xa mình cha lắng dạ vâng ạ, xin cảm ơn một giọng hát rất truyền cảm. Cha ơi, con đã lên người, tình cha con nhớ suốt đời không quên. Vâng ạ, con kính thưa quý Phật tử, đúng là tâm hiếu cảm động trời. Một người có hiếu tâm thì luôn luôn sẽ có thể cảm động người khác và đánh thức tâm hiếu của mọi người xung quanh. Con kính thưa quý Phật tử, ban tổ chức chúng con nhận được một mong muốn trong ngày lễ Vu Lan này, trong ngày lễ tri ân báo đáp này, quý Phật tử rất mong muốn được tri ân thầy trụ trì. Một ngày là thầy, suốt đời là cha. Không thầy đố mày làm lên, uống nước nhớ nguồn cũng là đạo lý, cũng là đức tính tuyệt vời của những người con
những người học trò. Và ngay sau đây chúng con cũng thỉnh Thầy trụ trì lên để cho các quý Phật tử được tri ân ạ. Vâng ạ. Và chúng con kính cung thỉnh Thầy. Vâng ạ, con xin kính mời các quý Phật tử chùa Lộc Minh ạ, chúng ta. Dạ vâng ạ, hôm nay nhân ngày Vu Lan báo hiếu. Vâng. Một chữ cũng là Thầy, nửa chữ cũng là Thầy. Một ngày là Thầy, suốt đời là Cha. Vâng ạ, trong giờ phút linh thiêng này, chúng con xin mời đại diện có thể có đôi lời tác bạch với Thầy. Vâng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch Thầy, kính ban tổ chức và Thầy vọng Tây đã dành thời gian về chùa của chúng con làm lễ tri ân. Nay chúng con thành tâm tri ân và chúng con cảm thấy một mùa Vu Lan báo hiếu tri ân lần này rất là sâu sắc. Sự phát Bồ Đề tâm của chúng con cũng được tăng trưởng qua ngày tang lễ của vị Lão Hòa Thượng ân sư của chúng con. Nhờ vào những lời pháp của Ngài, chúng con biết được sự hiếu thảo, sự tri ân như lễ báo hiếu tri ân hôm nay. Và cũng nhờ Ngài chỉ gõ lục đạo luân hồi khổ não, chỉ cho chúng con đường tu pháp môn tịnh độ, một đời này thoát khỏi lục đạo khổ đau, sanh về tịnh độ Di Đà. Nay con cũng tri ân Thầy vọng Tây đã diễn ra những lời giảng của ân sư để chúng con biết được vì ngôn ngữ bất đồng. Một lần nữa chúng con tri ân Thầy A Di Đà Phật. Thầy ơi, kính thưa Thầy, một vị Thầy đã cùng với chúng con lăn mặn trên mười mấy năm nay, nhờ ân sư chỉ dạy, thân của chúng con được đây là nhờ cha mẹ sanh thành dưỡng dục, còn huệ mạng của chúng con là nhờ có Thầy dạy dỗ. Nếu như không có Thầy chỉ đạo phương hướng tu tập một đời thẳng tắp về Tây Phương Cực Lạc, thì chúng con ôi thôi, khi xả thân thọ thân, chúng con sẽ lạc vào lục đạo luân hồi là cái chắc. Nay chúng con xin tri ân Thầy, một vị Thầy vĩ đại trong lòng chúng con. Thầy đã cứu được huệ mạng của chúng con trong một đời này. Thầy không ngừng nhắc nhở, không ngừng chia sẻ pháp cho chúng con, nhất môn xâm nhập trường kỳ quân tu, một câu thánh hiệu A-di-đà Phật tới cùng cầu sanh cực lạc. Nay chúng con xin tri ân Thầy ba lại này. Thầy ơi, nhờ thọ nhận cho chúng con A-di-đà-phật. A-di-đà-phật. Nam mô A-di-đà-phật. Lời đầu tiên con kính dâng ân đức đến tôn sư Đại Lão Hòa Thượng Thượng Tịnh Hạ Không đã chỉ dẫn cho chúng con đường tu tập mà hôm nay chùa Lộc Minh của chúng con từ những sảy đế, từ những bùn lầy mà lần bước mười mấy năm nay đã thành cái bản chùa là chùa Lộc Minh. Trong cái sự tu tập niệm Phật nhất môn thâm nhập thì chúng con cũng đã y giáo phụng hành, nhưng trong cuộc sống chúng con đã nhận ra được không chỉ hộ niệm cho người chết
mà hiện tại giờ này còn những đứa trẻ, còn những đứa bé còn đang cần sự dạy dỗ để nên người. Khi đã nên người, khi đã biết niệm Phật, khi đã tu hành tu nhân tích đức, thì đến giờ phút lâm chung mình mới niệm Phật, nó mới được kết quả tốt đẹp. Chính vì những ý nghĩa này, chúng con đã bắt gặp được sự chỉ dẫn của chú Tuệ Kim. Rồi chú Tuệ Kim chỉ dẫn cho chú Minh Trí, chú Minh Trí lại hướng dẫn đến với thầy Vọng Tây. Một cái sự mong cầu mà chúng con nghĩ rằng không bao giờ mà chúng con có thể làm được. Vậy mà hôm nay phước báo mau chóng, vì khi chúng con điện cho thầy Vọng Tây thì Vọng Tây nói tùy theo tâm lượng của sư cô mong cầu như thế nào thì sẽ đáp ứng được như thế này. Thì chính vì cái chỗ này mà hồi sáng, hồi tối, hôm qua thầy đã nhắc lại cái câu này, là sự mong cầu từ cái tâm bộc phát thì cái tâm chân thành này mới thành tựu được cái pháp hội hôm nay. Hôm nay thật sự rất là xúc động, bởi vì cha mẹ đã mất hết rồi. Nhìn thấy quý vị được quỳ bên cha mẹ để nói lời chị ạ, quý vị thấy hạnh phúc vô cùng đó. Ngày xưa Đức Ngục Kiền Liên đợi mẹ chết rồi mới tổ chức cái lễ cầu siêu và cứu mẹ. Vậy mà hôm nay Hòa Thượng dậy lên cái phong trào kêu gọi tất cả mọi người hãy quay về học để tự quy, học cách làm người như thầy đã dạy. Không dạy, không học thì làm sao mà biết cách mà nên người, làm sao biết cách mà thành thánh thành hiền. Cho nên thầy đã về đây với những lời pháp cởi mở cho đạo tràng. Từ nay về sau, ngoài cái việc tu tập, chúng ta hãy cùng nhau vào trong cây kinh của thầy đúng 4:58, thầy sẽ lên trên mạng, thầy sẽ dạy. Phải học quý vị à, không phải niệm Phật vãng sanh được đâu. Cái cách làm người chúng ta chưa có chọn thì chúng ta làm sao thay đổi cái cảnh giới của mình. Cho nên hôm nay trước Tam Bảo, chúng con xin hướng về với thầy Vọng Tây, xin được thành kính tri ân thầy mấy bó hoa thành kính. Chúng con xin được thành kính thay lời qua xin tặng thầy một lời tri ân không bao giờ nói hết được nên lời. Rất mong thầy sẽ vì đạo tràng tiếp tục trở về để nghiêng về cái phần giáo dục cho mọi người ở tại cái vùng này, ở tại cái vùng phía Nam này sẽ rất cần nhiều cái bài pháp để học nên người. Quý vị có đồng ý không à? Một lần nữa chúng con kính dâng lên Đức Ân Sư Hòa Thượng Chứng Minh và gia trì để chùa Lộc Minh chúng con tiếp tục làm công đức này để đến giờ phút cuối cùng đủ duyên lành để được về Tây Phương Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Vâng ạ, chúng con xin cảm ơn thầy. Dạ vâng, chúng ta hãy tặng hoa thầy ạ. Vâng.
Vâng, chúng ta tặng hoa thầy. Vâng. Sau đó chúng ta sẽ quỳ hai bên, chúng ta chụp một kiểu ảnh lưu niệm ạ. Vâng. Chúng con kính mời quý Phật tử chúng ta quỳ dưới chân thầy, quỳ hai bên ạ. Vâng. Chúng ta chụp kiểu ảnh lưu niệm. Vâng. Con mời thầy ngồi ạ. Vâng. Quý Phật tử chúng ta quỳ xuống ạ. Vâng, chúng ta quỳ xuống hai bên để chúng ta chụp ảnh lưu niệm. Vâng. Mùa Vu Lan 2022. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Vâng, một tràng pháo tay ạ, rất tuyệt vời ạ. Vâng. Rất là tuyệt vời. Vâng. Con kính thưa các quý thầy, vâng, kính thưa quý Phật tử, để kết thúc chương trình thì chúng ta sẽ đến lúc cuối một bài hát rất là ấm áp. Này quan ý quá ha. Dạ. Dạ. Vâng ạ, chúng ta để kết thúc chương trình, chúng ta sẽ đến với một bài hát rất là tuyệt vời. Bài hát Mẹ Yêu Ơi do tiếng hát của Phật tử Kim Hội. Vâng, xin kính mời ạ. Đạo làm con luôn thấu hiểu. Cảm ơn mẹ cho con cuộc đời. Vâng ạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Vu Lan Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát. Chúng con kính bạch trên thầy trụ trì Tác Đại Chứng Minh. Kính thưa thầy Vọng Tây, kính thưa toàn thể quý Phật tử. Vậy là lễ tri ân cha mẹ ơn nghĩa sinh thành của chùa Lộc Minh đã diễn ra thành công viên mãn. Thay mặt cho ban tổ chức, chúng con xin kính chúc quý thầy, quý Phật tử có một mùa Vu Lan thơm ngát hương hoa hiếu hạnh. Hôm nay là buổi để chúng ta thổi bùng lên cảm xúc tri ân báo hiếu, để chúng ta đem cảm xúc này chúng ta về nhà, chúng ta lan tỏa với cha, với mẹ, với những người thân yêu. Và chúng ta giữ được tâm này
trong suốt một năm. Vâng, năm, mỗi một năm chúng ta lại có những dịp để thổi bùng lên cảm xúc, để ngày nào chúng ta cũng là một ngày tri ân báo ân, để chúng ta luôn sống trong thế giới cảm ơn mà ân sư đã dạy, để chúng ta luôn luôn là tấm gương cho các con các cháu noi theo. Vâng ạ. Và một lần nữa chúng con xin cảm ơn quý thầy, quý Phật tử đã tham gia chương trình. Vâng, trong chương trình nếu có điều gì sơ suất, kính mong quý thầy, quý Phật tử rộng lòng lượng thứ ạ. Vâng ạ, và để kết thúc thì chúng con kính mong tất cả các quý thầy, quý Phật tử chúng ta cùng chắp tay, nhắm mắt, trang nghiêm, chúng ta sẽ niệm 10 câu hồng danh A-di-đà Phật để chúng ta hồi hướng cho tất cả pháp giới chúng sinh, chúng ta hồi hướng cho cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp của chúng ta, cũng như cha mẹ đời này, nguyện cầu cho tất cả thế giới hòa bình, chúng sanh an lạc. Bồ đề tâm kiên cố, tất cả chúng sinh đều được niệm Phật vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. A-di-đà-phật, 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 A-di-đà-phật. Vâng, con xin cảm ơn tất cả quý vị.